Thêm một công cụ nữa để anh chị có thể tự làm phim một hình ngay tại nhà chỉ bằng một chiếc webcam hả anh chị. Hôm trước mình có lên một video hướng dẫn cho anh chị cách sử dụng Runway để chúng ta làm video hoặc hình ở nhà chỉ bằng một chiếc webcam chúng ta quay lại gương mặt của chúng ta và Runway biến đổi gương mặt của chúng ta thành một video hoặc hình anh chị style hoặc hình hoặc là style anime chúng ta đều có thể chọn ha. Nhưng mà Runway bị một vấn đề đó là không có bản miễn phí anh chị vậy thì làm sao mình để chúng ta có thể sử dụng thử chúng ta xem hiệu quả như thế nào có phù hợp với chúng ta hay không ha thì hôm nay á, mình thấy có một AI đã ra mắt một tính năng mới tương tự như là tính năng của Runway nhưng mà chúng ta có thể sử dụng miễn phí ha và trong video hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn anh chị để anh chị có thể làm một video kiểu như thế này anh chị đây là video mà mình thử nghiệm ở trong cái AI này và nó đã ra cho mình một số kết quả như thế này ha từ một video gốc như thế này chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa và chúng ta tạo ra những cái hình ảnh nhân vật giống như thế này anh chị rất là ok ha nếu đây lần đầu tiên mình chị đến với kênh mình á, thì mình xin giới thiệu ha, mình là tuấn từ channel nghề công sở và channel mình á, thì chuyên chia sẻ kiến thức về ai để anh chị có thể áp dụng vào thực tế áp dụng vào cuộc sống anh chị anh chị có thể dùng những kiến thức này chúng ta xây kênh hoặc là chúng ta có thể làm những sản phẩm thương mại chúng ta có thể làm cho công ty hoặc là chúng ta có thể phục vụ cho các shop của anh chị ha nếu mà anh chị thấy hay á, anh chị cho mình một like một subscribe video này nhé rất là cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ vào công cụ này thôi Đầu tiên anh chị hãy vào trang web là Go Enhance này ha. Đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để anh chị dễ tìm ha. Khi mà vào đây rồi thì chúng ta chỉ cần login một tài khoản thôi ha. Sau khi mà anh chị đăng nhập một tài khoản thì chúng ta sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ có 45 Reddit ha. Và chúng ta sẽ xem thử cái mức giá ở trong đây sử dụng như thế nào ha. Đây là các mức giá ở trong GoHands AI này anh chị. Để chúng ta có thể xem và anh chị có thể tham khảo ha. Ví dụ như gói thấp nhất của họ thì khoảng 10 đô ha chúng ta sẽ có 600 token ví dụ như ở trên đó thì mình sẽ có 400 token này. ở đây thì nó sẽ có 600 token chẳng hạn đấy một số mức giá anh chị có thể tham khảo ha nếu chúng ta sử dụng nhiều chúng ta có thể nâng cấp lên trong Go Enhance này nó cũng có rất là nhiều tính năng mình đã giới thiệu ở một số video trước rồi ví dụ như bây giờ mình sẽ vào phần app nè anh chị sẽ thấy đây có phần là Go App nè ha đây là một tính năng mới ở trong Go Enhance nè chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ xem thử ha khi mà vào đây rồi anh chị sẽ thấy à, nó yêu cầu chúng ta là hãy upload một cái video của chúng ta lên Và video chúng ta có thể dài tối đa đến 60 giây ha anh chị Nếu như chúng ta sử dụng ở tài khoản miễn phí anh chị sẽ thấy ở dưới đây ha Chúng ta tạo ra 5 giây thì nó tốn khoảng 10 reddit ha Mình sẽ kéo lên cho anh chị xem Như vậy khi mà chúng ta tạo 20 giây nó sẽ tốn khoảng 40 reddit ha anh chị Ở đây chúng ta có thể chọn bất kỳ một thời lượng nào để chúng ta tạo video ha để mà có thể tạo được video 60 giây thì chúng ta cần sử dụng các gói ha, giống như hồi nãy mình nói Ok ha, bây giờ mình sẽ upload cái video của mình lên Thì bây giờ cái video đó rất là đơn giản, thì anh chị có thể dùng webcam hoặc là dùng bất kỳ một điện thoại nào đấy Chúng ta quay lại gương mặt của chúng ta ha Miễn sao là nó có thể nhìn thấy gương mặt của anh chị ha Nhìn thấy chính diện nha anh chị Đừng có bị khuất một phần nào hoặc là chúng ta quay ngang vai chẳng hạn Thì nó sẽ không nhận diện được gương mặt chúng ta đâu Ví dụ như trong đây nó đã demo chúng ta cái gương mặt của người trước nè ha Bây giờ mình sẽ upload video mình lên chúng ta chọn upload ha sau khi mình nó upload video lên đây rồi á thì bắt đầu chúng ta sẽ chọn nhân vật dưới đây ví dụ như đây á chúng ta sẽ có rất là nhiều nhân vật một số nhân vật là hoạt hình hoặc một số nhân vật là nhân vật người thật ha ví dụ như đây mình sẽ chọn nhân vật hoạt hình trước đi mình sẽ chọn nhân vật này anh chị cũng có thể chọn cái lời nói của nhân vật ha ví dụ như lời nói nhân vật là nhân vật nam hoặc nhân vật nữ chúng ta cũng có thể chọn đây và mình thấy ở đây hình như là chỉ có tiếng anh thôi anh chị chúng ta chưa có thể chọn được tiếng việt ha sau khi mà chọn xong á, thì chúng ta sẽ chọn ở đây phần thời gian là anh chị sẽ thấy ha ví dụ như thế này chúng ta có thể kéo lên đến 20 giây và khi mà sử dụng 20 giây thì chúng ta sẽ tốn khoảng 40 Reddit như vậy là cứ một giây chúng ta sẽ tốn hai Reddit ha ở đây video của mình đang là 5 giây thì mình sẽ chọn 5 giây hả anh chị và mình bấm vào Generate ha ở trong Go Enhance AI này á, khi mà chúng ta sử dụng bản miễn phí á, thì anh chị có thể tạo một lúc hai video ví dụ bây giờ mình sẽ tạo thêm một video nữa anh chị sẽ xem thử ha mình sẽ tạo ra một cái video nữa cũng của cái người này nhưng mà mình sẽ chọn một cái nhân vật khác để nó tạo ra cùng một lúc luôn chúng ta sẽ xem kết quả như nào ha đấy mình sẽ chọn nhân vật này ha mình chọn nhân vật nữ nha và mình chọn ở đây là 5 giây sau đó mình bấm vào generate còn nếu mà anh chị muốn tạo một lúc nhiều video hơn đó, anh chị có thể nâng cấp lên ha chúng ta có thể nâng cấp lên và chúng ta sẽ tạo một lúc được khoảng 4 năm video gì đấy đấy chúng ta đã có kết quả đầu tiên rồi anh chị mình sẽ bấm vào đây mình xem thử ha đấy nhân vật này ngồi nói chuyện theo giống như những cái gương mặt của nhân vật đầu tiên hết anh chị xét về độ mượt mà thì mình thấy nó cũng không có bằng trên quay đâu anh chị nhưng mà chúng ta cũng có thể chấp nhận được ha bởi vì trên quay là một trong những ai tốt nhất thị trường hiện tại anh chị và nó tạo ra video rất là đẹp ha còn go enhance này á chúng ta có thể sử dụng miễn phí nha anh chị trên quay thì không thể sử dụng miễn phí ở tính năng này nhá khi mà anh chị chuyển video xong á chúng ta có thể bấm vào đây để chúng ta download về và đương nhiên là khi mà chúng ta download về thì có logo của phía dưới ha bởi vì chúng ta đang sử dụng mà miễn phí mà đây là video mà một người đàn ông này chuyển thành một người phụ nữ ha anh chị sẽ xem thử kết quả như nào ha đấy nó cũng đã nói chuyện theo cái kiểu như của người đàn ông anh chị cũng khá là hay ha anh chị có thể chọn nhân vật đó và chuyển theo cái style khác ha ví dụ như đây mình sẽ chuyển theo style của hoạt hình nè một bạn nhỏ này chẳng hạn hoặc là mình sẽ chuyển thành một cái style của một ông cụ này chẳng hạn đấy chúng ta có thể chọn những cái nhân vật trong đây đấy chúng ta đã có kết quả ha ví dụ như nhân vật này nè chuyển thành một cậu bé này nè và cậu bé này cũng nói chuyện theo kiểu trở vậy ha cũng khá là thú vị đó nhân vật cũng có chớp mắt còn nếu như chúng ta chuyển thành một hình một ông cụ thì cũng đã nói chuyện được như thế này ha anh chị cũng khá là phù hợp với lại cái video gốc của chúng ta bây giờ mình sẽ thử lại một cái video khác mình sẽ quay một cái video và cái video của mình á di chuyển đầu như thế này nè anh chị rất là nhiều ha anh chị sẽ thấy video này là nhân vật di chuyển đầu rất là ít có thể là chỉ di chuyển cái gương mặt thôi tức là các điệu bộ tới gương mặt, các cử chỉ môi hoặc là mắt thôi anh chị còn mình sẽ quay một video di chuyển đầu rất là nhiều để xem cái Go Enhance này nó có hiểu được hay không anh chị ở trong Runway mình đã thử rồi và Runway chuyển ra rất là mượt mà anh chị chúng ta có thể xem lại video đó đây ha còn bây giờ ở trong Go Enhance thì mình sẽ thử lại như thế nào ha đấy sau khi mà chúng ta upload video lên rồi anh chị sẽ thấy ha đây là video gốc của mình đó mình upload một video 5 giây thôi chẳng hạn ví dụ như đây mình sẽ chuyển cái nhân vật thành cái nhân vật người đàn ông này trước ha anh chị có thể thấy ha, đây là video mà chúng ta đã tạo ra ha. nhìn cũng khá thú vị ha chất lượng thì nếu mà xét so với trên quay thì có vẻ là không bằng nên chị bởi vì trên quay nó chuyển động rất là mượt mà ha từ cử chỉ ánh mắt gương mặt nhân vật á nó chuyển động rất mượt mà nhưng mà cái nào cũng có cái giá nó anh chị bởi vì á, ở trong Enhance này thì hiện tại chúng ta đang sử dụng miễn phí mà chúng ta có thể sử dụng thử thì chúng ta mới biết được là kết quả nó như thế nào ha đây ví dụ là một cái nhân vật khác chẳng hạn đấy chúng ta có thể thử ha một số kết quả nó đã tạo ra cho chúng ta ha ví dụ như video này khi mà chúng ta làm ở trong đây mình cảm giác là nếu như những video nào mà gương mặt của chúng ta ít di chuyển ví dụ như trong video mình á mình quay gương mặt mình di chuyển rất nhiều thì trong rên quay hoạt động rất tốt nhưng mà khi đem qua go enhance này thì nó lại không tốt lắm hả anh chị nên chúng ta có thể cân nhắc chúng ta sử dụng ha ok hả anh chị đó là go Enhance ai và một ai có thể làm những cái chuyển động giống như phim một hình với một chiếc webcam chúng ta chúng ta có thể quay video và chúng ta chuyển động ha khi mà mình làm việc với go enhanced thì chúng ta cũng nên lưu ý là chúng ta có vẻ là nên hạn chế việc mà lắc đầu qua lại như thế này hả anh chị bởi vì go enhanced nó sẽ khó mà nó có thể hiểu được ha có thể là chúng ta chỉ biểu đạt ở trên cái gương mặt là chủ yếu thôi anh chị nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like và subscribe nhé rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào các video lần tới trên channel ngày công sở